Xin chào Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khóa học TypeScript hướng đối tượng, bài học Polymorphism đa hình. Nội dung bài học, thứ nhất là về định nghĩa, cách tổ chức và sử dụng Overloading và Overreading. Định nghĩa TypeScript Polymorphism, nhiều lớp kế thừa từ một lớp cha, ghi đè cùng một chức năng Overrider. Mỗi lớp có thể có cách riêng để triển khai Override. Override ghi đè, lớp con sẽ định nghĩa lại một phương thức của lớp cha. Trong phần thực hành, ta sẽ sử dụng lại class LDT của bài hôm trước, và ta sẽ thêm một hàm ở class 6 du học sinh. Chúng ta sẽ ghi đè lại phương thức set name của lớp ông là lớp sinh viên. Chúng ta cũng sẽ truyền vào một biến n là kiểu string. Lớp setName cũ của chúng ta thì sẽ không cho nhập tên hơn 15 ký tự. Chúng ta hãy cùng xem lớp nào sẽ được gọi ra. Chúng ta sẽ cùng gọi phương thức setName. Vì do du học sinh là người nước ngoài nên tên có thể dài, nên chúng ta sẽ để cho tên của chúng ta độ dài tùy ý. Chúng ta sẽ setName cho du học sinh Mina là Saklay Tuktiep. Tên của chúng ta đã dài hơn 15 ký tự rồi. Chúng ta sẽ lock ra màn hình tên của sinh viên. Chúng ta sẽ chạy lệnh ở terminal. Nếu ai chạy ở đây lỗi thì có thể xem ở video bên dưới. Tôi đã để cách sửa lỗi khi chạy terminal ở trong Visual Code. Như vậy đã thành công. Overload, nạp chồng, nhiều phương thức có cùng tên biến input nhưng kết quả trả về output khác nhau. Chúng ta tiếp tục đi vào thực hành. Overload, nạp chồng. Tôi sẽ tạo ra một phương thức. Trước khi tạo ra phương thức thì tôi sẽ tạo ra một biến grade điểm. Tiếp đến là set điểm, set grade. Tôi sẽ truyền một biến g. Tiếp đến lại một phương thức khác có hai tham số là điểm và kiểu, giống như là thang điểm hệ số 4 hoặc thang điểm hệ số 10. Cuối cùng ta sẽ định nghĩa cho set grade. Tai hỏi chấm ở đây là chúng ta có thể truyền vào biến tai hoặc không. Đầu tiên ta sẽ set điểm của đối tượng bằng biến tham số g. Tiếp đến thì ta sẽ in ra màn hình. Điểm của sinh viên. Ta sẽ cộng với điểm của sinh viên để hiện ra màn hình. Vì do biến tai có thể truyền vào hoặc không nên ta sẽ xét nếu tai không được truyền vào, tức là tai 3 số bằng ăn define. Nếu không có truyền tai thì ta chỉ lock ra điểm thôi, còn nếu mà có biến tai thì ta sẽ
lóc ra cả bên tai. Điểm của sinh viên kèm theo là hệ số sẽ là biến tai của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức set grade và kiểm tra cách thức hoạt động. Đầu tiên tôi sẽ truyền vào mình biến điểm. Tiếp theo tôi sẽ truyền vào hai biến, hai tham số là điểm và hệ số điểm A và thang điểm hệ số 4. Chúng ta hãy cùng kiểm tra. Vậy là đã truyền ra cả hai phương thức overlap đã thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video hay hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.